Hey guys, welcome to lời giải hay.com channel. Chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của lời giải hay.com. Today we learn the first unit of the book. Hôm nay chúng ta sẽ học unit đầu tiên, bài đầu tiên của sách giáo khoa lớp 12. Unit 1: Life stories we admired. Bài hôm nay chúng ta sẽ học có chủ đề là chủ đề đó chính là à, uh, những câu chuyện trong cuộc sống mà chúng ta ngưỡng mộ 1. Getting started. Phần đầu tiên chúng ta sẽ theo dõi ngày hôm nay, đó chính là phần mở đầu. The diary of Đặng Thùy Trâm. Nhật ký của Đặng Thùy Trâm. 1. Listen and read. Phần đầu tiên, nghe và đọc. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe. Hi Nam, your book must be very interesting. What are you reading? I'm reading a really good book in English called Last night, I dreamed of peace. The diary of Dang Thuy Tram. Dang Thuy Tram? Who is she? She was born in Hue in 1942. She studied medicine in Hanoi and volunteered to join the army at the age of 24, working as a surgeon during the resistance war against the US. That's when she started her diary, isn't it? Yes. She wrote her diary while she was working in a field hospital in Quang Ngai province. The diary contains personal accounts of her experiences during the war and shows her love for her family and country. Wow, it sounds interesting. Is she still alive? Unfortunately, she was killed by the enemy while she was doing her duty in the jungle in Quang Nai province. She was only 27 then. Oh, that's really sad. But how did people find her diary? An American soldier found it and saved it from being burnt. Then, more than 30 years after Tram's death, a copy was returned to her mother. The diary was published in Vietnam in 2005. It has also been translated into several other languages. That's amazing. Now she is considered a national hero for devoting her youth and whole life to saving other people's lives in the war. Can you lend me the book when you finish reading it? I'd like to read it myself. Sure. Okay. Chúng ta vừa nghe xong đoạn hội thoại giữa bạn Mark và bạn Nam nói về nhật ký của Đặng Thùy Trâm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dính nghĩa các câu này, các em nhé. trong câu đầu tiên các bạn thấy nam mark có nói là hi nam your book must be very interesting what are you reading à, xin chào nam à, cuốn sách của bạn chắc hẳn rất là thú vị bạn đang đọc gì thế nam i'm reading a really good book in english called last night i dream a peace the diary of Đặng thùy trâm tôi đang đọc một cuốn sách tiếng anh rất hay có tên là đêm qua tôi mơ thấy hòa bình nhật ký đặng thùy trâm Đặng Thùy Trâm, who is she? Đặng Thùy Trâm à? Bà ấy là ai vậy? She was born in Huế in 1924. She studied medicine in Hanoi and volunteered to join the army at the age of 24, working as a surgeon during the resistance wars against the US. Bà ấy sinh ra ở Huế vào năm 1942. Bà học y ở Hà Nội và tình nguyện nhập ngũ vào năm 24 tuổi. Làm bác sĩ phẫu thuật trong thời kỳ kháng trong Mỹ. That's when she started her diary, isn't it? Yes, she wrote her diary while she was working in the field hospital in Quang province. The diary contains personal accounts of her experiences during the war and shows her love for her family and country. Đúng vậy. Bà ấy viết nhật ký khi đang làm việc tại bệnh viện giã chiến ở tỉnh Quảng Ngãi và cuốn nhật ký chứa đựng lời kể cá nhân về những trải nghiệm của bà trong chiến tranh và thể hiện tình yêu của bà ấy đối với gia đình và đất nước. Wow, it sounds interesting. It should still alive. Wow, nghe thật là thú vị. Bà ấy vẫn còn sống à? Unfortunately, she was killed by the M by the M enemy Why she was doing her duty in the jungle in Quảng Ngãi province. She was only 27 then. À thật không may, bà đã bị địch giết khi đang làm nhiệm vụ trong rừng ở tỉnh Quảng Ngãi. Và lúc đó bà ấy mới 27 tuổi thôi. Tiếp tục, Mark có nói Oh, that's really sad. But how did people find her diary? Oh, uh, buồn thật đấy. Nhưng An American soldier found it and saved it from being burnt. Then, more than thirty years after Tim's death, a copy was returned to her mother. The diary was published in Vietnam in 2005. It has also been translated into several other languages. Uh, một uh, người lính Mỹ đã tìm thấy và cứu nó khỏi đám cháy. Sau hơn 30 năm, Khi bà Trâm qua đời thì một bản sao được trả lại cho mẹ bà ấy. Và cuốn sách, cuốn nhật ký này được xuất bản ở Việt Nam vào năm 2005. Và nó cũng được xuất bản ở... Và nó cũng được dịch sang rất là nhiều những thứ tiếng khác nữa. That's amazing. À, thật tuyệt vời. Now, she is considered a national hero for devoting her youth and whole life to saving other people's lives in the world và bây giờ thì bà ấy được coi là người anh hùng dân tộc vì đã cống hiến tuổi trẻ và cả cuộc đời mình để cứu mạng người khác trong chiến tranh. Can you lend me the book when you finish reading it? I don't like to read it myself. À, bạn có thể cho tôi mượn cuốn sách khi bạn đọc xong được không? Tôi muốn tự mình đọc nó. Sure. Chắc chắn rồi. Rồi và chúng ta vừa đọc và dịch nghĩa của bài thứ nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập số 2. Read the conversation again and circle the correct answer to complete each of the sentences. Bài số 2 có yêu cầu là hãy đọc lại đoạn hội thoại và khoanh tròn vào câu trả lời đúng để hoàn thành mỗi câu dưới đây. Chúng ta có 5 câu. Chúng ta sẽ cùng nhau xem nhé. Number 1. Đặng Thùy Trâm was born in Hà Nội, ở Huế. À, Đặng Thùy Trâm sinh ra ở Hà Nội hay là ở Huế. Vậy chúng ta thấy rằng trong bài Trong bài này chúng ta sẽ thấy rằng có thông tin là bà ấy sinh ra ở Huế đúng không ạ? À, và thông tin được tìm thấy trong bài chúng ta thấy có một câu là gì? She was born in Huế đó. In 1920 and not in 1942 và năm 1942. Vậy chúng ta sẽ đánh sẽ chọn đáp án là Huế và thông tin trong bài các em có thể gạch chân đó. Huế Next number 2. Câu số 2. Chum wrote about or operated on injured soldiers during the war. Chúng ta có câu này nghĩa là bà Trâm phẫu à, viết về hay là phẫu thuật cho thương binh trong chiến tranh. Vậy chắc chắn rằng là à, phẫu thuật đúng không? À khi nói đến thương binh trong chiến tranh thì chắc chắn là phải là phẫu thuật rồi. Vậy chúng ta thấy rằng đáp án trong câu này sẽ chọn là operated on. Chúng ta sẽ khoanh tròn vào đáp án operated on. Đó. Và thông tin trong bài các em có thể thấy đó là câu nói của Mark. Đúng không? Mark có nói là gì? À, working as a surgeon. À, Bà ấy làm việc là một bác sĩ phẫu thuật. Đó. Do vậy chúng ta sẽ... Gạch chân được cụm từ là working as a surgeon. Đây chính là dẫn chứng. Tiếp tục câu số 3. She died when she was very young or old. Bà ấy mất, bà ấy hy sinh khi bà ấy rất trẻ hay là già. Đó. Vậy thông tin trong bài các em sẽ thấy rằng có một câu là gì nhỉ? Uh, she was only 27 then. Vậy là bà ấy chỉ mới À, chỉ mới 27 tuổi thôi Đúng không ạ? Vậy 27 tuổi là một cái tuổi rất là trẻ Đó, do vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án trong câu này đó là Very young Rất là trẻ nhé Đó Next, number 4 An American soldier kept her diary for 27 years or more than three decades before returning a copy to her family Câu này có nói rằng là gì nhỉ? À, một người lính Mỹ đã giữ cuốn nhật ký trong 27 năm hay là hơn 3 thập kỷ trước khi trả lại một bản copy cho gia đình của bà ấy. Vậy chúng ta thấy rằng thông tin trong bài các em đọc và các em sẽ thấy một câu là gì nhỉ? À, đây. Thông tin, câu nói của Nam. Đó. Then, more than 30 years. Hơn 30 năm sau. Đó. Đó. vậy chúng ta thấy hơn 30 năm thì chắc chắn sẽ là 30 năm bằng với 3 thập kỷ, đúng không? Hơn 30 năm vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là gì nhỉ? À, more than 3 decades. Đó, vậy chúng ta sẽ khoanh tròn đáp án là hơn 3 thập kỷ chính là bằng với hơn 30 năm các bạn nhé. Vậy đó là kết quả của bài số 2. Chúng ta hiểu chưa nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển tiếp tục sang bài số 3. Number 3. Five words and a phrase in exercise 1 with the following meanings. Bài này yêu cầu chúng ta là hãy tìm từ hoặc là một cụm từ trong phần số 1 có nghĩa như sau. Chúng ta có 4 câu, chúng ta cùng xem nghĩa các câu này nhé. 1 A description of things that have happened. Từ thứ nhất có chữ a đứng đầu đúng không? À, mô tả những điều đã xảy ra Đó, vậy mô tả những điều xảy ra Thì đó là từ gì Vậy chúng ta sẽ có Thông tin trong bài Chúng ta sẽ có một câu nói của Nam Chính là câu này đây Các bạn sẽ thấy có một câu là The diary contains personal accounts Of her experiences during the war And show her love for her family And country Đó, câu này là gì nhỉ à, cái cuốn nhật ký bao gồm những cái trải nghiệm cá nhân của bà ấy trong chiến tranh và thể hiện tình yêu đối với gia đình và đất và đất nước đó. Vậy thì đây chính là mô tả những điều đã xảy ra chúng ta có một cụm từ đó chính là từ accounts. Đó, accounts, mô tả tường thuật đó. Vậy câu số 1 các bạn sẽ điền được đáp án là accounts. Tường thuật. Next number 2, câu số 2. D. À chữ cái bắt đầu là chữ D đúng không? The end of somebody's life Sự kết thúc cuộc đời của ai đó Kết thúc cuộc đời thì chính là cái gì rồi? À đó là cái chết rồi, đúng không? Vậy thì thông tin trong bài chúng ta sẽ thấy rằng có một từ nói về cái chết Đó là câu của ai nhỉ? À đó là câu của Nam Nam có nói một câu là gì nhỉ? Then more than 30 years after some death Đó, hơn 30 năm sau sau cái chết của bà Trâm đúng không? Vậy chúng ta có từ chết đó cái chết đúng không? Đó là từ death, danh từ death. Vậy các bạn sẽ điền được đáp án trong câu số 2 là death. Đó. Number 3, câu số 3. The da da to giving time attention is actually to something dành thời gian sự chú ý vân vân cho cái việc gì đó chúng ta bắt đầu có từ the và kết và chúng ta có từ to ở đây vậy đây là một từ chúng ta thấy đó chính là từ à đó chính là từ của nam nói đó cụm từ đây now she is considered a national hero for devoting her youth and whole life to saving other people's life in the world bây giờ bà ấy được xem là một anh hùng của đất nước vì cống hiến tuổi trẻ và cả cuộc đời để cứu những cuộc đời người khác trong chiến tranh Vậy chúng ta sẽ có một cụm từ đó chính là từ cống hiến nhé yeah. Và chúng ta sẽ điền đáp án đó chính là devoting to Đó, chúng ta điền cụm từ devoting to, cống hiến And number four Why that dot The period of time when a person is young. Một khoảng thời gian khi một người còn trẻ đó là cái gì? Chúng ta có bắt đầu bằng chữ y ở đầu, đúng không? Và cái khoảng thời gian còn trẻ đấy thì chúng ta gọi đó là tuổi trẻ, đúng không? Đây là một danh từ. Vậy các bạn sẽ có từ tuổi trẻ đó chính là từ à, youth, her youth, đó, tuổi trẻ của cô ấy. Vậy chúng ta sẽ điền được đáp án trong câu số 4. Đó là một danh từ youth, tuổi trẻ. Ok, vậy chúng ta sẽ có bốn từ mới trong ngày hôm nay. Bốn từ mới các bạn cần lưu ý nhé. Từ đầu tiên chúng ta có từ accounts mang nghĩa là tường thuật. Cô có thể ghi nghĩa xuống đây nhỏ ở đây nhé. Các em có thể theo dõi. Từ accounts tường thuật. Chúng ta có từ death là cái chết. À, cái chết. Tiếp tục các em có từ devoting to là cống hiến. Cống hiến cho cái gì? cống hiến cho đó và cuối cùng mình có từ youth đây là một danh từ mà nghĩa là tuổi trẻ tuổi trẻ phải chưa vậy đây là bốn từ mới các bạn cần lưu ý trong phần getting started này nhé chúng ta chuyển tiếp tục sang phần số 4 bài số 4 chúng ta cùng đọc yêu cầu đề bài number four complete the sentences based on the conversation Hãy hoàn thành các câu dựa vào đoạn hội thoại. Chúng ta có 4 câu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là cái chỗ còn thiếu là từ gì và các bạn sẽ điền vào chỗ đấy nhé. Đặng Thùy Trâm was a young surgeon. Câu thứ nhất, uh, Đặng Thùy Trâm là một bác sĩ phẫu thuật trẻ. She dug out her diary. Why she dug out in the few hospital? During the war, bà ấy đã làm gì này? À, chúng ta có từ her diary là nhật ký. Trong khi bà ấy à, cái gì đó này à, trong một bệnh viện giã chiến trong chiến tranh. Vậy chúng ta thấy rằng là gì? Cụm từ diary là nhật ký vậy chắc chắn chỗ này sẽ điền một động từ và chúng ta chú ý đây là từ trong quá khứ nhé, bởi vì là à, cái việc này đã xảy ra trong quá khứ rồi. Đó, vậy chúng ta sẽ thấy rằng. Trong bài các bạn sẽ thấy Nam có nói một câu là gì nhỉ? Đây. Yes. She wrote her diary. Vậy cô sẽ khoanh tròn vào từ này. Đó. Vậy chúng ta có động từ wrote là viết nhật ký. Đó. Vậy chúng ta sẽ điền được đáp án câu số 1 là từ wrote. Wrote. Đó. Viết nhật ký. Vậy là bài đã viết nhật ký trong khi... Đó. Trong khi bà ấy cái gì đó ở trong bệnh viện giã chiến ở trong chiến tranh vậy thông tin trong bài tiếp theo câu tiếp theo thì chính là cụm từ đây đó đây cụm từ là gì nhỉ why she was working in a field hospital in quảng ngãi province vậy chúng ta thấy cụm từ why wa was working đó vậy thì câu số 2 các bạn sẽ điền được đáp án giống như vậy đó giống như cái từ cô vừa khoanh đó chính là từ was working em nhé working. Đó. Vậy câu số 2 nghĩa là um, bà ấy đã viết nhật ký khi làm việc tại một bệnh viện giã chiến trong chiến tranh. One day she dot dot why she dot dot in the jungle. Một ngày, một ngày nọ đúng không? Bà ấy bị làm sao? Trong khi bà ấy làm gì ở trong rừng? Vậy thông tin tiếp theo các bạn sẽ thấy đó là gì nhỉ? Đây, câu của Nam nói Chúng ta xem câu của Nam nói như sau Unfortunately, she was killed Đó. By the enemy Why she was doing her duty in the jungle Vậy chúng ta thấy rằng Có một câu là gì? À, was killed Vậy là bài đã bị gì? Bị giết Đó, vậy một ngày nọ bài đã bị giết Đúng không? Trong khi bà ấy đang làm gì? À, đang làm nhiệm vụ ở trong một khu rừng ở tỉnh Quảng Ngãi chúng ta thấy một cụm từ đó chính là gì nhỉ? À, was doing her duty. Đó, đây là một cụm từ các bạn cần phải lưu ý. Vậy thì câu số 3, các bạn sẽ điền được đáp án là gì nhỉ? À, bà đã bị giết, đúng không? Vậy chúng ta sẽ điền đáp án là was killed. Và câu số 4 đó chính là từ à khi bà ấy đang làm nhiệm vụ, was doing her duty. her duty. Đó, trong khi bà ấy đang làm nhiệm vụ ở trong rừng. She was only 27 then. Và lúc này thì bà ấy chỉ có 27 tuổi thôi. An American soldier Đã đọc her diary for many years before returning a copy to her family. Và có một người lính ở Mỹ, đúng không? Đã làm gì cuốn nhật ký của cô ấy trong rất nhiều năm trước khi trả lại một bản cho gia đình bà. Vậy thông tin chúng ta sẽ thấy có một câu của bạn Nam bạn ấy nói là gì nhỉ? À, đây. An American found it. Uh, American soldier found it and saved it from being burned. Một người lính Mỹ đã tìm thấy và lưu giữ nó trong để khỏi bị cháy. Vậy chúng ta thấy rằng là người lính này đã làm gì nhỉ? À đã giữ, đúng không? Đó, đã giữ cái cuốn nhật ký này Để không bị cháy và quay trở lại Trả cho Trả cho gia đình của bà ấy Vậy chúng ta sẽ thấy có một từ giữ đó chính là từ Kept Đó Rồi Vậy đó chính là bài số 4 Vậy bài số 4 chính là tóm tắt đoạn hội thoại Của hai bạn Mark và Nam Vậy bài học ngày hôm nay đã đến đây là kết thúc rồi Vậy Trước khi kết thúc thì các bạn sẽ thấy rằng là à, Bài học ngày hôm nay nói về Nhật ký Đặng Thùy Trâm và chúng ta có bốn từ mới cần lưu ý đó là accounts death devoting to and youth đó chúng ta sẽ cùng ghi nhớ bốn từ này các em nhé vậy hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo của lời giải hay com nhé goodbye